chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training và thành lập năm 2009. Cho tới nay nó cũng đã được là 9 năm rồi. Và cái trung tâm B-Training thì chuyên chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cách thức để giúp các bạn ra khởi nghiệp và làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Và mình thì chỉ có kinh nghiệm đi trên cái con đường này đã lâu nay rồi, đã hơn 9 năm nay rồi. Và cho tới nay thì mình có kinh nghiệm kinh doanh được 20 mấy năm rồi. Vâng, và buổi tối hôm nay là buổi tối thứ sáu cuối tuần, mình rất là vui chia sẻ đến các bạn, gửi đến các bạn những cái bí quyết, những kinh nghiệm để chúng ta ra khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp. Và nếu các bạn đang xem cái livestream này thì mời các bạn hãy vào giới thiệu họ tên của mình, các bạn comment xuống và chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để cho nhiều người cùng xem, họ cùng biết và họ cùng ra kinh doanh. Thế giới cần có nhiều người ra kinh doanh, đất nước chúng ta cần có nhiều người ra kinh doanh thì điều này nó rất là tuyệt vời. Và bạn nào đang xem livestream này thì các bạn hãy comment xuống giới thiệu tên của mình đi. Và các bạn cũng giới thiệu là bạn đang ở khu vực nào, vùng miền nào, thậm chí các bạn đang ở nước ngoài, bạn nào đang ở bên Mỹ, đang ở bên Tokyo, các bạn xem livestream này thì các bạn vẫn cứ giới thiệu xuống. Tại vì ngoài cái việc xem livestream, chúng ta học với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau thì chúng ta như thế nào chúng ta có những người bạn với nhau nữa. Có những người bạn với nhau nữa. Vâng, chào bạn Nguyễn Đăng Thuyết. Ok, rất là vui em xem cái livestream này. Vâng, và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng comment xuống và nói là lần đầu tiên biết mình, để sau khi cái livestream này xong mình lại như thế nào mình lại làm quen với bạn, kết nối với bạn. Các bạn thấy thế giới ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn Facebook đúng không? Cảm ơn Internet đã cho chúng ta quen biết nhau ở khắp mọi miền đất nước mà chúng ta vẫn kết nối với nhau, chúng ta quen biết nhau. Và mình liên tục mình chia sẻ những livestream này. Các bạn nào đang xem livestream của mình thì các bạn cứ comment xuống đi. Các bạn comment xuống và chia sẻ livestream về nhà các bạn. Mình cũng giới thiệu chút xíu là trước khi mình chia sẻ cái 10 bước chính thức này thì mình cũng là tác giả của hai cái quyển sách bằng tiếng Việt. Là thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Và cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Hai quyển sách mình là dành cho những người ra làm kinh doanh. Quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì chúng ta bán trên Amazon, dành cho những người biết tiếng Anh. Và cái quyển sắp tới mình chuẩn bị ra đó là quyển Bán Hàng Online Ngay. Mình chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm, cái cách làm sao để chúng ta ứng dụng online để chúng ta làm khởi nghiệp. Đây là những cái kiến thức mà nó rất là ý nghĩa, nó vô cùng tuyệt vời dành cho những cái bạn ra làm kinh doanh. Trong đó nó chứa đựng cái hành trình 20 mấy năm làm kinh doanh của mình. Nó có va vấp, có té lên, có té xuống và những bài học và những cái kinh nghiệm mà những người trẻ phía sau này các bạn cần phải kết nối. Và cái buổi tối hôm nay là cái buổi mà 10 bước để chúng ta ra khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp. Cái bước đầu tiên, các bạn ghi xuống đi, bước đầu tiên. Bạn Nhàn Thanh Lê, em 18 tuổi, em có ý tưởng đam mê, nhưng nhiều lúc em cảm thấy mình sợ hãi, không làm được. Vậy cách nào để em không sợ hãi? Cảm ơn thầy. Ok chưa? Cái đó là cái niềm tin giới hạn của em. Khi chúng ta vướng về kiến thức, chúng ta thiếu kỹ năng, chúng ta thiếu những cái kinh nghiệm thì nó dễ sẽ dẫn đến chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng rất là nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ bạn lái một cái chiếc xe con mà bạn chưa biết cách lái, bạn chưa có kiến thức, bạn chưa có kinh nghiệm thì dĩ nhiên một điều chắc chắn rằng bạn không thể lái xe được. Bạn lo sợ là chủ yếu. Khi mà bạn có kiến thức, bạn có kinh nghiệm, bạn có trải nghiệm, bạn lái xe nhiều, bạn lái xe giỏi thì nó rất là đơn giản, bạn rất là tự tin để bạn làm cái việc đó. Để khắc phục cái việc này thì chúng ta cần phải đi học để chúng ta trang bị cho mình những cái kiến thức. Cũng như tối hôm nay bạn xem trọn vẹn cái livestream này thì đó là cũng là một cái cách để giúp bạn nó rõ ràng hơn trong cái hành trình tư duy. Ok, bạn Nhàn Thanh Lê nhé. Hoặc là em cũng có thể mua hai quyển sách của mình, em về em đọc để em rõ ràng hơn. Và sau khi em đọc xong rồi thì mình sẽ add các em vào một cái group
group. Hiện tại cái group này chỉ dành cho những người đam mê về kinh doanh, và vào đó em sẽ hỏi những câu hỏi chuyên sâu hơn về kinh doanh, và mình chia sẻ đến em. Thì tự nhiên càng ngày em càng có kiến thức thì em càng tự tin hơn, ok không ạ? Rất là đơn giản. Bạn nào đang xem livestream này thì các bạn comment xuống cho mình đi, các bạn làm quen để chúng ta cùng nhau tương tác, cùng nhau kết nối nhau, ok không ạ? Vâng. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình vào chương trình. Bước 1, ok chưa? Bước 1, các bạn Nhàn Thanh Lê, em chia sẻ cái livestream này về nhà em đi, mời bạn bè lên để cho cái livestream nó tăng lên. Bạn Nguyễn Đăng Thuyết, bạn cũng chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi, để gì à? Để cho mời bạn bè vô để livestream nó tăng lên, ok chưa? Tiếp tục. Bước số 1, bước số 1 là chúng ta phải xác định được cái đam mê của mình. Chúng ta phải xác định được cái đam mê của mình thực sự là, các bạn phải xác định được là các bạn có thực sự các bạn đam mê kinh doanh hay không. Ok, chào bạn Nghi Nghi, rất là tuyệt vời. Không biết ngày mai có lớp em có đi học hay không. Vâng, bạn phải xác định là bạn có thực sự đam mê kinh doanh hay không, hay là bạn thấy người ta ra làm kinh doanh bạn cũng bắt chước bạn ra bạn làm kinh doanh, bạn thấy bạn bè làm bạn cũng đua đòi, hay là bạn ra làm, bạn đang làm công và cái công việc nó khó khăn quá, cái con đường cùng rồi nên là bạn mới chọn bạn đi làm kinh doanh, ok chưa? Bạn muốn chọn ra làm kinh doanh, bước đầu tiên bạn phải xác định là bạn phải đam mê thật sự, bạn phải đeo đuổi đến nó, bạn phải đi đến cùng đến nó. Chứ nếu mà bạn làm tới cái kiểu mà thấy bạn bè mà nó ra mà làm kinh doanh, mình cũng bắt chước mình ra mà làm kinh doanh thì không ổn chút xíu nào. Hoặc là nghĩ rằng ra làm kinh doanh để có nhiều tiền thì cũng không ổn chút xíu nào. Bạn phải có một cái niềm đam mê, bạn phải trả lời được câu hỏi là bạn rất là đam mê nó, bạn đam mê vô cùng. Em hôm qua em có đi học, em có đăng ký lớp vào ngày 2 tháng 6, ok, nửa tháng sau nữa đúng không em? Ok, rất mong là gặp em sớm, ok em. Vậy thì một cái câu hỏi đó, đầu tiên là bạn có đam mê không, bạn có thật sự đam mê với nó không? Thông thường thì những năm qua trong cái hành trình là mình ra mà làm kinh doanh cũng như là mình chia sẻ với những bạn đang làm kinh doanh, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống đi để chúng ta làm quen, bạn nào mới vào thì chúng ta cũng comment xuống để chúng ta làm quen nhau, chúng ta kết nối nhau các bạn ơi. Làm quen nhau nó khắp mọi miền đất nước, chúng ta kết nối nhau. Mình chia sẻ thì mình vẫn chia sẻ vô tư, nhưng mình thấy các bạn á comment xuống thì tự nhiên mình vui và chúng ta chào nhau mà. Chúng ta chào nhau. Thì trong hành trình mà làm kinh doanh á thì mình phát hiện ra là có 3 nhóm đối tượng. Mấy nhóm đối tượng các bạn? 3 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất mà họ ra họ làm kinh doanh á là nhóm 1, người ta là nhóm con ông cháu cha. Nghĩa là họ sinh ra, họ rớt trong một cái gia đình. Cái gia đình đó là bố mẹ họ đều làm kinh doanh hết. Thì bây giờ mình tự hỏi, các bạn tự hỏi với chúng mình, các bạn có thuộc cái nhóm này hay không? Và do họ rớt vào trong cái gia đình kinh, họ làm kinh doanh, bắt buộc họ phải ra làm kinh doanh thôi. Bố mẹ họ đã dọn sẵn cho họ rồi. Người ta gọi là chuột xe hũ nếp. Họ rớt ra, họ đã như vậy rồi. Bạn Nghi Nghi, em chia sẻ cái livestream về nhà em chưa? Nếu mà chia sẻ rồi thì các bạn em comment xuống là em chia sẻ rồi. Thì các bạn hiểu không? Họ sinh ra là họ làm kinh doanh rồi, mặc nhiên họ làm kinh doanh rồi. Nên là ba mẹ họ đào tạo huấn luyện để gì, khi họ lớn lên họ làm kinh doanh. Vừa rồi có một bạn Trường, bạn tên là bạn Trường, bạn là ở Kẹo Dừa Hồng Văn ở Bến Tre, bạn sinh ra là bạn nhà bạn làm kinh doanh rồi, nên bạn học tới lớp 8 là bạn nghỉ thôi, rồi bạn ra bạn lo bạn làm kinh doanh. Rồi vừa rồi bạn lên trên B-training của mình, bạn học những khóa học về kinh doanh thôi. Nó là những người đó là họ chỉ biết ra và họ làm kinh doanh thôi. Đó là đối tượng thứ nhất. Vậy thì các bạn phải tự hỏi là các bạn có rớt vào cái nhóm đối tượng này hay không. Bạn nhớ, rớt vào nhóm đối tượng này thì không trước sau gì bạn cũng làm kinh doanh. Ba mẹ bạn ép bạn làm kinh doanh. Bạn nào mới vào thì các bạn comment và các bạn làm quen với mình đi. Ok chưa? Bạn Đinh Tâm, ok, Đinh Tâm Dương, hello thầy nhé, chúc thầy buổi tối năng lượng. Vâng, cảm ơn em.
em chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, mời mấy đứa bạn của em vô xem đi, em mời đi. Tối nay mình đang livestream trên cái fanpage, trên cái fanpage của Bitrening, nên cái lượng nó ít hơn, nên là cần em phải mời vào và em chia sẻ về nhà em đi. Bạn nào mà mới lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống đi để chúng ta biết nhau. Các bạn comment xuống, các bạn chia sẻ livestream này để chúng ta biết nhau. Thì bây giờ mình quay lại tiếp. Thì cái đối tượng mà một là đối tượng họ sinh ra ba mẹ họ làm kinh doanh rồi, nó là không bàn cãi, ok chưa? Họ ra là họ làm kinh doanh thôi, và khỏi phải nói rồi. Vậy bạn có phải thuộc đối tượng này không? Đối tượng thứ hai, cái đối tượng thứ hai mà họ ra họ làm kinh doanh, đó là cái đối tượng nào ạ? Đó là cái đối tượng mà như mình, là họ đam mê, họ đam mê kinh doanh đó. Cái máu của anh họ nó mãnh liệt lắm, họ thích cái anh không thể tưởng tượng được. Họ biết rằng cuộc đời họ họ chỉ chọn làm kinh doanh thôi, họ không chọn lĩnh vực gì khác đâu. Họ yêu quý kinh doanh, họ thích kinh doanh, bạn dùng chưa? Thì cái đối tượng này thì chúng ta khỏi bàn cãi rồi. Đối tượng này thì không bàn cãi rồi, họ trước sau gì họ cũng làm kinh doanh. Dù họ có thất bại cỡ nào rồi, trước sau gì họ cũng làm kinh doanh. Rồi lên năm, nếu mà chưa được thì lên năm 60 tuổi họ cũng ra họ làm kinh doanh. Tại nó ăn vào trong máu rồi. Bản thân mình nè, không hiểu ở đâu, ở mình nó có cái máu đó. Và mình vào Sài Gòn đây là mình lăn lộn để mình làm kinh doanh, mình làm cho bằng được. Làm không được là không có thể chấp nhận được. Các bạn nhận ra điều này nè chưa? Vậy thì các bạn có thấy là các bạn có cái máu này không? Các bạn có thuộc cái nhóm số 2 này không? Hoặc là các bạn hãy xem chung quanh mình có những ai họ có cái máu này không? Cái máu làm mình kinh doanh, người ta là cái nghiệp kinh doanh ăn vào máu của họ rồi, họ nói vậy đó. Ok chưa? Nó ăn vào máu. Và những con người này, nếu mà các bạn thấy được nó như vậy thì các bạn hãy làm ơn các bạn hãy đi học kinh doanh đàng hoàng, hãy giúp cho mình có kiến thức kinh doanh, hãy giúp cho mình có những cái kỹ năng kinh doanh, hãy giúp cho mình có những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm trong kinh doanh. Hãy tìm những người bạn kinh doanh làm, hãy đi làm quen, chung quanh mình toàn là những người bạn làm kinh doanh rất là tuyệt vời. Để gì? Để các bạn kinh doanh thành công. Còn không, bạn không làm đúng cái quy trình này thì bạn làm cho cuộc đời mình nó khổ cực. Bởi vì sao? Bạn thất bại rồi bạn cũng phải đi làm kinh doanh, bởi vì bạn không thể chịu được. Bạn hình dung chưa? Bạn không thể chịu được làm cái con đường khác, bạn không thể chấp nhận được, bạn chỉ là làm kinh doanh và làm kinh doanh thôi. Tuyệt vời thầy, đúng ý tưởng và đam mê của em rồi, ok chưa? Bạn tâm bạn đang mới cần comment như vậy. Bạn nào xem hồi nãy giờ mà chưa comment thì các bạn comment một cái ý gì đó xuống đi, các bạn comment xuống để mình thấy các bạn comment, cái tự nhiên mình năng lượng hơn, mình lửa hơn. Và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn luôn. Bạn Đinh Tâm, bạn chia sẻ chưa? Và các bạn nào vào cái Facebook của mình này, cái livestream này nè, các bạn thấy cái chữ nó bấm vào nhận quà đó, các bạn bấm vào đi, các bạn sẽ được nhận quà. Bấm vào các bạn sẽ được nhận quà. Nên là các bạn xác định được các bạn có phải là thuộc cái đối tượng này không, cái đối tượng số 2 không. Mình là thuộc đối tượng số 2. Nó được cái máu kinh doanh nó ăn vào trong máu của mình rồi. Và tiếp tục. Cái đối tượng số 3. Cái đối tượng số 3 là cái đối tượng gì? Cái đối tượng mà họ như thế nào ạ? Họ ra đời, tức là họ thi rớt, họ thi 12 rớt. Họ thi đại học rớt. Bạn mộng đổ, yếu tố quan trọng trong kinh doanh là gì thầy? Ok, từ từ. Ok chưa? Mình đang chia sẻ những cái bước và em theo là em sẽ nắm được liền. Bạn Trương Tiêu Phong, em đang bước tới kinh doanh nhưng chưa phát triển được. Ok chưa? Chưa phát triển được thì em hãy nghe những cái livestream của mình, hãy theo dõi những livestream của mình. Chắc chắn em thuộc nhóm 2, tuyệt vời lắm thời, rất là tuyệt vời. Nếu mà em xác định sớm được em thuộc nhóm 2 thì tuyệt vời lắm. Ok chưa? Cái đối tượng số 3 là họ thi đại học rớt. Họ như thế nào ạ? Họ rớt đại học, họ rớt cao đẳng, họ rớt trung cấp. Tóm lại là họ không có bằng cấp, họ không có cái gì hết. Và cái điều kiện để mà ra mà đi xin việc thì họ không có, họ chả có bằng cấp.
họ đâu phải như những cái người mà tốt nghiệp đại học bằng cấp nhiều. Nó là chắc chắn là họ xin việc không có được, họ khó xin việc, họ chỉ đi làm công nhân, họ làm những việc rất là thấp, và những việc đó thì họ cũng không có chịu được, thậm chí là họ bị ngược đãi. Và chừng cuối cùng họ thuộc cái con đường cùng, và họ như thế nào ạ? Họ bắt buộc họ phải tự tạo cái công việc cho họ, và vô hình trung cái việc đó nó dẫn bạn đến tới một cái con đường, đó là làm kinh doanh, làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Và rất là nhiều người họ thành công ở trên cái con đường này. Nay live stream 2 lần luôn thầy, đúng rồi. Bây giờ thì mình live stream ở trên cái fanpage, hồi chiều thì mình live stream ở trang cá nhân của mình, trang cá nhân Nguyễn Thái Duy. Còn bây giờ là mình live stream ở trên cái trang fanpage. Ok bạn Vũ ơi, em chia sẻ cái live stream này về nhà em cho bạn Nguyễn Hoàng Vũ ơi, em chia sẻ đi. Bạn Nhàn Thanh Lê, bạn chia sẻ chưa? Chia sẻ live stream về nhà các bạn đi, để cho nhiều người cùng biết, để tương tác nhiều người cùng biết, ok chưa? Và để có nhiều bạn lên đó. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ các bạn có bao nhiêu đối tượng? Có 3 đối tượng đúng không ạ? Đối tượng thứ nhất là họ sinh ra ở trong cái gia đình ba mẹ họ làm kinh doanh rồi. Đối tượng số 2 là như thế nào ạ? Họ có một cái máu kinh doanh, họ đam mê kinh doanh vào trong máu rồi. Và đối tượng số 3 là cái điều kiện cuộc đời của họ đưa đẩy, họ bị đời đạp nhiều, họ không có bằng cấp, họ làm ăn thứ gì phải làm búa thôi thầy, chứ làm đinh chắc búa vô bét đau quá. Ok đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà em quyết tâm vậy thì em hãy đi nha, em gieo hạt rồi thầy, tuyệt vời. Bạn Nguyễn Hồng Vũ ơi, cái tư duy vậy nó rất là tốt, tư duy vậy rất là tuyệt vời em. Những cái hạt đó nó sẽ nở lên, và chính em là người sẽ được nhận những cái điều rất là tuyệt vời đó, ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn lại tiếp tục. Chào bạn Bùi Thanh Tân, rất là vui khi em lên xem cái live stream này. Và em hãy comment xuống và nhớ chia sẻ live stream này về nhé. Bạn Tân ơi, hôm nay mình live stream trên cái fanpage, ok chưa? Rồi, và tiếp tục này. Vậy thì khi bạn xác định được mà nói chỉ rớt vào một trong ba con đường này thì trước sau gì chúng ta cũng ra làm kinh doanh thôi. Nếu các bạn rớt vào một trong ba con đường này, vậy bạn tự hỏi bạn, bạn thuộc cái con đường nào? Còn những người á mà họ đang có bằng cấp đồ mọi thứ ok, họ đang làm ở các cái công ty điều kiện xin việc đồ rất là tuyệt vời á, thì phần lớn những người đó này á họ rất khó để họ ra họ làm kinh doanh. Ok chào bạn Tân ơi, chào bạn Nguyễn Minh Bảo ơi, ok chưa? Em chia sẻ live stream này, em comment xuống Bảo ơi, rất là tuyệt vời đúng không? Vậy thì khi mà bạn đã xác định bạn được một trong ba đối tượng này thì bước tiếp theo bạn cũng phải xác định được là thực sự là hiện tại bạn đang giỏi cái gì nhất, ok chưa? Bạn đang có kỹ năng gì, bạn đang giỏi gì? Ok chào bạn Trương Nam Hưng, lâu quá rồi chưa gặp em, hồi nào rảnh đi học lại nha Hưng ơi. Và vừa rồi mình có phát hành những cái quyển sách, và nếu em được thì em mua nha Hưng ơi, mua về đọc để mình add em vào cái group, một cái group bí mật. Cái quyển thứ nhất là quyển vượt biển lớn nha Hưng ơi, quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi, quyển thứ ba là bì dân đồ quay. Thì hiện tại hai quyển tiếng Việt mà nếu mà em mua thì sẽ được gửi trực tiếp tới nhà em. Em chỉ coi cho địa chỉ có ship online đến trực tiếp tới nhà em luôn, ok chưa? Và em sẽ được ép vào một group riêng. Hai quyển là 210.000 thôi, free ship cho em, free ship, free ship nghĩa là các bạn không cần phải gì không cần phải tốn cái free ship. Cái free ship nó cũng vài chục ngàn á. Em đang khoái cái kỹ năng về bất động sản bất động sản hay cái gì thì cũng phải học kinh doanh đó. Tại vì bất động sản thì nó là sản phẩm thôi, còn em cần phải hiểu về kinh doanh để em đi kinh doanh, ok chưa? Bạn nào chưa comment xuống thì các bạn hãy comment xuống. Em sinh năm 99 và em đang là nhân viên kinh doanh nội thất. Em muốn phát triển thêm nhưng em chưa đủ kinh phí thì sao thầy? Ok, bạn Mong Đỗ, em cần cho số điện thoại và em đến lớp học rồi em sẽ biết thôi. Nếu mà đòi đủ tiền thì còn lâu lắm mới đủ tiền, ok, để chúng ta mới đi khởi nghiệp được, ok chưa? Bạn nào chưa comment thì chúng ta comment xuống. Tiếp tục. Vậy thì sau khi mà bạn xác định được ba cái đối tượng, bạn thuộc đối tượng nào rồi đó, thì bạn phải xác định được là thực sự là bạn đang giỏi cái chuyên môn gì, bạn đang đam mê cái gì. Nếu mà bạn nào mà ra khởi nghiệp mà bạn đang có một cái sản phẩm hoặc là bạn đang giỏi một cái chuyên môn gì đó,
và bạn kinh doanh chính cái chuyên môn đó thì nó tuyệt vời cho các bạn. Bởi vì sao ạ? Bạn đã trải nghiệm, bạn đã va vấp, bạn đã hiểu nó rồi và nó giúp cho bạn đi nhanh hơn. Em phát triển bên xuất nhập khẩu sao ạ? Tay thì ok, tốt. Kiếm lĩnh vực làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thì tốt mà em. Bây giờ doanh nghiệp nhiều mà, còn lại là cái cách làm của em thôi. Ok không ạ? Tốt, tuyệt vời. Em cho mình số điện thoại, em inbox cho mình số điện thoại, hoặc là em mua hai cuốn sách về em đọc để em hiểu thêm nhé. Ok bạn Bảo ơi, buổi tối rất là năng lượng bạn Bảo ơi. Em tát mấy đứa bạn của mình, chia sẻ với livestream về nhà mình đi. Ok bạn Bảo ơi. Thì bạn phải xác định được là bạn có chuyên môn gì, bạn đam mê cái lĩnh vực gì. Để gì ạ? Để bạn chọn cái con đường đó để bạn đi. Bạn nhận ra điều này chưa? Đi với nó, đi hết mình với nó, tập trung với nó. Còn nhiều người cứ đi hai chân. Cái doanh nghiệp của mình tạo ra thì không tập trung, rồi lại là đi làm công, rồi đi làm công, rồi lại gì rồi lại lấy tiền về nuôi cái doanh nghiệp, cứ đi hai chân vậy. 90% thất bại. Không thể thành công theo cái cách đó được. Hãy sinh đứa con mình ra và hãy tập trung 100% năng lượng cho nó. Còn nếu mà bạn nào ra khởi nghiệp mà bạn chưa chọn được sản phẩm, ok, bạn Trương Tiên Phong rất là tuyệt vời. Bạn chưa chọn được sản phẩm, bạn chưa gì chưa biết mình đam mê cái gì, ok chưa? Thì bạn cần phải vào những cái lớp kinh doanh, đặc biệt là bên mình có cái lớp là kinh doanh và khởi nghiệp, chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Các bạn không tốn đồng nào. Bạn vào cái lớp đó, hoặc là có thể là bạn học cái lớp nâng cao của bên mình, là lớp làm chủ doanh nghiệp. Thì trong những cái lớp đó, nó sẽ giúp cho các bạn biết cái cách để làm sao bạn chọn ra được sản phẩm hoặc cái lĩnh vực gì mình đang làm, mình chọn được mình làm, và cái cách làm sao mà mình chọn một lĩnh vực mới lạ đó để mình đi trên cái hành trình đó, cái cách làm sao để mình đi trên cái hành trình đó. Ok chưa? Nó là cái bước một này, hồi nãy giờ mình nói rất là rõ cái bước một này, đúng không? Và các bạn cần phải nốt. Nếu mà bạn nào tối nay xem cái điều này nghiêm túc thì các bạn cần phải lấy tập, các bạn cần phải nốt ra. Nào, địa chỉ ở đâu vậy ạ? Em chỉ cần cho số điện thoại thì nhân viên nó sẽ liên hệ với em, bạn Mộng Đỗ. Địa chỉ là B-Training Vườn Ươm Doanh Nhân, hoặc là em lên Google em search là chữ B-Training. Địa chỉ là số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cái tòa nhà Vietcombank, nó gần Đại học Hồng Bàng. Ok không? Và số điện thoại hotline của B-Training là 0937939598. Ok chưa? Tuy nhiên để đơn giản thì cái chữ B-Training các bạn nhìn thấy này, chữ B-Training, ok chưa? Vườn Ươm Doanh Nhân. Cái khóa học mà ngày mai mà các bạn học là họ học cái khóa làm chủ doanh nghiệp, cách đi lên từ tay trắng. Và cái địa chỉ mà các bạn hỏi đây, cái địa chỉ đây, em thấy rõ ràng cái địa chỉ chưa? Vườn Ươm Doanh Nhân, B-Training. Số điện thoại bàn, số điện thoại hotline 0937939598, địa chỉ tòa nhà Vietcombank, số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, cái website là btraining.org. Ok chưa? Em nói rõ thông tin rồi, nhưng mà tốt nhất là em inbox cái số điện thoại, hoặc là em bấm vào cái nút quà tặng á. Ok chưa? Các bạn sẽ tự chủ động liên hệ với em thôi. Rất là dễ dàng. Học thầy thì thấy thầy huấn luyện cho thành chuyên gia luôn. Đúng rồi, rồi. Tại vì mình có từng bước theo cái quy trình bạn Vũ ơi. Đó, em nắm rõ chưa? Em nắm rõ rồi đúng không? Tốt nhất thì em cho số điện thoại để bên mình liên hệ trực tiếp với em nha. Ok chưa? Vâng, và còn không thì các bạn nào ở xa thì các bạn mua hai quyển sách của mình. Mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng. Và cái group đó mình sẽ chia sẻ các bạn sâu hơn về kinh doanh. Ok. Các bạn sẽ được hỏi mình rất là thoải mái. Em rất quý mến thầy. Ok, bạn Nguyễn Thương rất là tuyệt vời, bạn Thương ơi. Nghe cái comment của em rất là vui. Ok mà. Chỉ bằng theo đúng quy trình thầy hen. Đúng rồi, chỉ cần theo đúng quy trình là các bạn sẽ đạt rất là ok. Bạn Trương Chính Đỗ, bạn Trương Chính Đỗ. Ok, bạn Đỗ Trương Chính. Chào bạn Đỗ Trương Chính, rất là tuyệt vời bạn Đỗ Trương Chính ơi. Lần đầu tiên em biết thầy, em rất vui. Ok, bạn Trương Tiên Phong. Rất là vui, nhờ cái Facebook nên biết được em, nhờ cái livestream nên biết được em, rất là tuyệt vời. Ok, bạn Mộng Đỗ, cảm ơn em.
các em nhân viên sẽ liên hệ với em nha. Bạn màu màu đỏ rồi. Tiếp tục. Sau khi cái bước 1 rồi đúng không? Bây giờ các bạn chuyển sang cái bước số 2. Sau khi bạn biết chính xác mình đam mê, mình yêu quý cái dòng rồi thì bước thứ hai là các bạn phải xác định cho mình một cái thị trường ngách. Ghi vô bước số 2. Bước số 2 là xác định cho mình một cái thị trường ngách. Ok, chào bạn Đức Vũ. Em đang ở Tây Ninh à? Hay em đang ở đâu? Ngày mai em xuống em tham gia lớp học được không? Bạn Đức Vũ ơi, quyết tâm đi. Thì bây giờ tiếp theo là mình phải xác định cho mình một cái thị trường ngách. Cái thị trường ngách là một cái thị trường nó rất là tập trung cho một cái phân khúc khách hàng và một, hai dòng sản phẩm một. Ok chưa? Nó vô cùng tập trung. Chúng ta không thể kinh doanh nó rộng quá được. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá rộng, chúng ta không thể tập trung hết nổi được. Bởi vì ra khởi nghiệp nguồn lực chúng ta nó chưa có đủ. Bạn Nguyễn Thương, em biết thầy từ khi nghe mẹ em kể, mợ em là học trò của thầy Lương Thị Nguyên Kim. Thầy biết chứ? Ok, Lương Thị Nguyên Kim là biết. Chị Kim là kinh doanh bên quần áo trẻ em cho trẻ sơ sinh, thương hiệu là Kio Baby. Ok, ai ngờ Lương Kim lại là mợ của em, tuyệt vời. Em đang khuyên ba mẹ em đi học à? Ok, tuyệt vời bạn Vũ ơi. Bạn Đức Vũ ơi, bạn Đức Vũ là ở ngoài Nha Trang lặng các bạn, và ngày hôm qua bạn đi từ Nha Trang vào trong Khánh Hòa này, từ ngoài Khánh Hòa để bạn chạy vào Sài Gòn để bạn học lớp 3 tiếng đồng hồ. Bạn Đức Vũ rất là tuyệt vời, xác định được thị trường ngách và đào sâu vào. Đúng rồi, chính xác luôn bạn Nguyễn Vũ ơi. Chúng ta phải xác định cho mình một cái thị trường ngách, bởi vì chúng ta không đủ nguồn lực để chúng ta làm rộng, tập trung vào một cái ngách nhỏ thôi thì chúng ta mới đủ nguồn lực chúng ta làm. Ví dụ các bạn ra bạn mở quán phở, bạn không thể tập trung rộng quá được. Tập trung rộng quá bạn không đủ nguồn lực bạn làm. Bạn phải tập trung vào cái phân khúc nào? Một là cái phân khúc mà ít tiền. Cái phân khúc ít tiền là cái phân khúc gì? Rẻ bao no. Ok chưa? Dĩa cơm 15 ngàn, tô phở 20 ngàn mà nó phải rất là bự, bao no. Cái đó là cái phân khúc ít tiền. Quán thì chúng ta làm tạm được. Còn nếu mà bạn tập trung vào cái văn phòng, họ có tiền thì khác à. Họ không có cần rẻ bao no. Họ cần gì? Ngon, sạch sẽ, bàn ghế trang trí được lịch sự, phục vụ được tốt hơn. Các bạn hình dung ra không? Hình dung không? Phải hình dung ra cái chỗ đó thì chúng ta mới kinh doanh được. Chúng ta không có thể cái đối tượng mà họ khó khăn, họ ít tiền thì họ sẵn sàng, họ chấp nhận. Không ngon cũng được, nhưng mà phải là no. Cái không gian không được tuyệt vời, không sạch sẽ cũng được. Miễn là giúp cho họ no là được rồi. Họ tiết kiệm, họ ít tiền là được rồi. Những cái đối tượng có tiền thì hoàn toàn khác. Bạn hiểu chưa? Đối tượng có tiền thì họ đòi hỏi là phải sạch sẽ, phải thơm ngon, phải rất là nhiều thứ. Bạn nhận ra điều này không? Đó là lý do mà chúng ta cần phải tập trung vào cái thị trường khách. Chúng ta mới đủ thông điệp, đủ nguồn lực để chúng ta khai thác, làm việc triệt để cái thị trường đó. Còn chúng ta làm rộng quá, chúng ta sẽ rất là khó làm. Chúng ta sẽ trở thành một cái tiệm tạp hóa. Mà các bạn không? Cái tiệm tạp hóa thì họ khó làm lớn lắm. Họ không thể làm lớn được. Các bạn quanh năm suốt tháng họ cứ nói như vậy. Họ khó làm lớn kênh cũng luôn. Ok chưa? Ok, mình nhảy mũi, không sao hết. Ok, các bạn tiếp tục và các bạn đi tiếp. Cái bước tiếp theo nữa, thay vì mình bán cho người giàu thì mình hướng đến bán cho người nghèo được em. Quan trọng là cách chúng ta kinh doanh, cái đối tượng nào chúng ta biết cách kinh doanh thì chúng ta cũng khá hết. Bạn bán cho người giàu thì em phải là đã người là người phải trải nghiệm những cái dịch vụ cao cấp thì em mới bán được. Thường thường là những cái người mà họ chưa trải nghiệm cái dịch vụ đó thì họ không thể bán cho những người đã trải nghiệm những dịch vụ đó được. Thế vì họ không hiểu những cái người kia họ mong muốn cái gì. Ví dụ những người mà họ ở resort 5 sao, họ ở khách sạn 5 sao,
họ ăn buffet 5 sao là phần lớn những người đó mình gọi là nôm na là họ là những người giàu đi, cứ gọi là họ có tiền đi. Mà em chưa bao giờ em ở dịch vụ 5 sao, em chưa giờ đi ăn buffet 5 sao thì làm sao mà em có cái cửa để em kinh doanh những cái việc đó được, vì em không hiểu. Nên là mình đang ở cái phân khúc nào thì mình cứ trải nghiệm cái phân khúc đó. Là mình có rất là nhiều kinh nghiệm, mình là người có nhiều kinh nghiệm để mình bán hàng ở cái phân khúc đó. Ok chưa? Em có nhận ra điều này không ạ? Chứ không phải là muốn làm là làm đâu, chúng ta phải am hiểu về lĩnh vực đó rồi chúng ta mới làm. Ok chưa? Tiếp tục nữa, chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải đánh giá đối thủ cạnh tranh và đánh giá thị trường. Sau khi chúng ta phân tích thị trường hết rồi, chúng ta đánh giá thấy đối thủ cạnh tranh của chúng ta có ai. Thầy cho em hỏi, một cái tiệm tạp hóa nó có khác một cái công ty, một chuỗi sản phẩm ở chỗ nào không? Khác chứ sao không khác ấy. Cái tiệm tạp hóa là nó bán hùm ba lần, ai nó cũng bán và nó làm ở trong một cái phạm vi nhỏ thôi. Và để một vài cá nhân bán. Ok, còn một cái công ty em lập ra là em, lúc này là em chọn thị trường thành phố Hồ Chí Minh, sau đó em chọn thị trường các tỉnh rồi em mở, em phân phối, em làm rất rất là lớn chứ. Ok, tiệm tạp hóa thì phần lớn là em đi lấy hàng của người khác về em bán, và cái lượng hàng bán không có nhiều. Một ngày cái A, cái B, cái C góp lại thì nó mới nhiều được. Ok chưa? Đó là những cái điểm nó rất là khác nhau cho em. Ok. Tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta đánh giá lại đối thủ cạnh tranh. Khi mà chúng ta chọn cái thị trường đó thì chúng ta phải đánh giá lại đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Vậy thì ở trong cái thị trường của chúng ta nè, ở trong cái khu vực của chúng ta nè, ví dụ bạn muốn mở cái quán phở ở trong một cái khu vực này, thì bạn xem ở trong khu vực này có ai mở quán phở chưa? Và họ mở, họ có thành công hay không? Và vì sao họ thành công? Chúng ta phải đánh giá lại. Hay là ở trong khu vực này những người họ mở quán phở họ thất bại, và vì sao họ thất bại? Chúng ta phải đánh giá lại hết. Chọn được rồi cũng phải đánh giá. Chúng ta đánh giá tổng thể lại hết. Rồi như thế nào nữa? Các bạn chào bạn Đỗ Giang. Ok. Rồi như thế nào nữa? Các bạn phải đánh giá lại thị trường, thực sự là cái dòng tiền ở cái khu vực này nó có lớn hay không? Và có những cái sản phẩm thay thế ở khu vực này nó có nhiều hay không? Ví dụ bạn mở quán phở, ok. Tuy nhiên ở cái khu vực này rất là nhiều thứ đồ ăn sáng. Người thì bán bún rêu, người thì bán hủ tiếu, ok chưa? Nào có fast food rồi rất là nhiều, có rất là nhiều người bán đồ ăn sáng. Mà dân trí khu vực này thực sự là không có đông lắm. Ví dụ vậy thì cái thị trường này nó cũng hơi căng Ví dụ vậy. Còn cái thị trường này rất là nhiều người bán, ví dụ vậy, nhưng mà dân số rất là đông, rất là nhộn nhịp thì nó vẫn rất là ok, vẫn rất là tốt. Mình dặn thị trường phân phối được không thầy? Mình chả hiểu em đang comment cái gì. Em nói không giấu nữa, đọc không hiểu em đang nói cái gì bạn Đức Vũ ơi. Ok chưa? Còn nếu em muốn thì em đi học đi, em đi học 2 ngày để em hiểu đi, chứ hỏi những cái câu hỏi gì mà nó mang tính chất non yếu quá. Bạn hỏi câu hỏi nó không có rõ ràng. Ok chưa? Để mình nói cho các bạn biết, mình chia sẻ. Nó là chúng ta phải xác định ra, đánh giá lại cái thị trường, chọn tốt rồi thì chúng ta cũng phải đánh giá lại cái thị trường. Đánh giá đối thủ cạnh tranh của chúng ta, họ đã làm tốt chưa? Họ đã làm ok chưa? Chúng ta cần phải đánh giá tổng thể lại. Còn nếu không, chúng ta nhắm mắt làm đại thì sao đầy những người vậy á, họ không có làm cái bước này, họ nhắm mắt họ làm đại đi, mà chừng cuối cùng mà họ như thế nào họ thất bại nặng nề. Cứ ra kinh doanh là kinh doanh một cách vô cùng hồn nhiên như trẻ thơ vậy đó, hồn nhiên như em bé vậy đó, mà tiền thì mất thật không rất là hồn nhiên. Ok, chào bạn Thiên Dương. Mình đang live stream trên cái fanpage của BeTraining, nên cái lượng người tương tác cũng khá ít, nên là em cần comment xuống đi bạn Thư Dương ơi, và chia sẻ, mời bạn bè mình. Sau khi chúng ta đánh giá thị trường rồi, ok rồi, thì bước thứ hai là chúng ta tìm hoặc tạo ra sản phẩm phù hợp. Có thể là chúng ta tìm
Chào em, chào bạn Thiên Dương. Có thể là chúng ta tìm cái sản phẩm ở cái khu vực nào đó để chúng ta về cái khu vực này, chúng ta đáp ứng cho cái thị trường chỗ này. Có thể tìm ở đâu đó. Ví dụ như là có một bạn là người Trà Vinh, ok chưa? Và sau khi bạn lên thành phố Hồ Chí Minh này, bạn đánh giá được thì bạn như thế nào ? Bạn tìm cái gì ? Bạn lấy cái sản phẩm là dừa sáp của Trà Vinh á, bạn lên thị trường thành phố Hồ Chí Minh này, bạn bán. Là chúng ta lấy sản phẩm nó về, chúng ta bán. Chào bạn Tuấn Hà Tăng. Tăng Tuấn Hà hả? Tuấn Hà Tăng. Tăng Tuấn Hà. Ok. Chào bạn Tăng Tuấn Hà. Ok. Bạn sửa cái nick Facebook của bạn lại chứ sao mà khó đọc quá. Ok, bạn Tăng Tuấn Hà ơi. Tuấn Hà Tăng ơi. Bạn đánh cái tên cái Facebook gì mà khó đọc. Quá khó đọc. Ok chưa? Vâng, và tiếp theo nè. Thì nói như thế nào ? Một là chúng ta tìm sản phẩm về cái khu vực này chúng ta bán. Ví dụ vừa rồi mình ví dụ cái dừa sáp đó. Và bạn đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh và bạn rất là thành công. Ok, bạn Tuấn Hà Tăng nhé. Tại cái tên thì bạn phải làm cái tên để sao cho người ta đọc được chứ. Có thể là không giấu mà nó phải cách ra. Tự nhiên nó dính. Đọc không được, không hiểu là đang đọc cái gì. Và bạn có, nếu được nữa thì bạn nên đổi cái avatar hình cái mặt mình đi. Chứ tự nhiên bạn để cái avatar là hình cái gì đó là tự nhiên nó rất là thú vị, bởi vì nó đại diện cho bạn mà tự nhiên nó đại diện cho cái gì đó. Ok chưa? Chúng ta đã chơi Facebook thì chúng ta cũng cần rõ ràng một chút xíu. Ok. Vậy thì chúng ta tìm ra sản phẩm hoặc là chúng ta tạo. Có những người thì họ tạo ra sản phẩm được. Ví dụ như là họ có thể là họ nuôi mật ong, họ tự nuôi. Họ có thể là họ nuôi heo. Hoặc là có thể là họ tự nghiên cứu, họ làm ra mỹ phẩm. Có một bạn có học cái chương trình của mình. Và chừng cuối cùng bạn nghiên cứu và bạn tạo ra cái mỹ phẩm. Và bạn bán. Và hiện tại thì bạn đang bán rất là tốt. Bạn có làm mỹ phẩm cho nam giới, mỹ phẩm cho nữ đâu nữa. Rất là nhiều thứ, ok chưa? Ý ở đây mà nói chứ. Sau khi chúng ta xác định được, hồi nãy giờ mình nói từng bước một đấy các bạn. Từng bước một rất là rõ ràng. Vậy nếu gần chợ gần em chưa có nào thì em bán được. Mệt quá bạn Đức Vũ ơi. Em gõ từ đồ đàng hoàng ra, em gõ vừa không giấu mà em gõ cái kiểu tuổi tin thì mình không thể đọc được. Thực sự là mình không hiểu là em đang nói cái gì. Em đâu có cần nhanh, em gõ chậm, em gõ có dấu ra đàng hoàng để mình đọc được. Thực sự là mình đọc em, mình không biết là em đang đọc, em đang gõ cái gì. Ok chưa? Ok, chào chị Lê Thị Hồng Xuân. Ok, lúc này chị khỏe không ạ? Cái lúc này việc làm của chị như thế nào ạ? Chào bạn Vũ Ngô, lâu rồi mới thấy thầy. Ok, mới hồi chiều live stream liên tục mà bạn Vũ Ngô. Tối hôm nay mình live stream trên cái fanpage. Nên bạn nào vào xem thì các bạn comment xuống nhé. Chị Hồng Xuân ơi, comment xuống đi ạ. Ok. Vậy thì cái bước tiếp theo là mình bước số 4 mình nói là một là tìm sản phẩm hoặc là tạo ra sản phẩm, mình có giải thích rất là rõ ràng rồi. Bước số 5 đó là chúng ta thiết kế những cái thông thiết kế và tạo ra các cái chương trình marketing. Nó vừa có online và vừa có offline. Thiết kế và tạo ra cái chương trình marketing. Hai, lâu quá không gặp thầy, đúng rồi. Rất là lâu rồi á. Rất là lâu rồi chị Xuân ạ. Lâu lắm rồi chưa gặp chị. Gửi lời thăm Vương nha. Tài bong bóng nha chị. Rồi ai nữa? Bạn Phạm Anh Duy, lâu quá cũng chưa gặp. Rồi ai nữa? Dương Mặt Ông. Rồi cái bạn ở dưới Cà Mau nữa, chị Xuân ơi. Chị gặp. Chị báo giùm em nha chị Xuân ơi. Cho gửi lời thăm các bạn đó. Chào bạn Hà Bùi. Lâu quá chưa gặp em. Nghe nói lúc này em làm ăn, em trở thành đại gia rồi, nên là thấy là em cũng hết tương tác rồi ha. Chào bạn Hà Bùi nha. Nghe đồn là em làm ăn giỏi lắm, nên là thấy lâu nay cũng thấy em hết tương tác rồi. Lâu nay không gặp, em nhớ thầy gì quá. Ok, bạn Minh Trí, rất 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 là tuyệt vời. Đọc cái comment của bạn thấy nó rất là vui. Ok em ạ.
Dù sao thì nó rất là ý nghĩa, nó rất là ý nghĩa. Bởi vì sao ý nghĩa à? Chúng ta làm kinh doanh, chúng ta làm ăn thì chúng ta cũng kiếm tiền. Nhưng mà sau khi kiếm tiền rồi thì chúng ta cũng phải gì ạ? Cần có con người mà chúng ta sống, chúng ta cần phải gặp nhau, chúng ta cần tương tác nhau. Nếu mà chúng ta có tiền rồi mà chúng ta quên mất nhau thì điều đó là nó có một cái gì đó nó làm cho cuộc sống chúng ta nó giảm đi cái chất lượng thôi, chứ không có gì hết. Ok bạn Hà Bùi ơi, chào em. Lâu quá rồi cũng không gặp em. Đúng rồi, đọc cái comment của em là mình thấy vui rồi. Ok bạn Hà Bùi ha. Chị Hồng Xuân hôm nào lên gặp thầy tỉnh giáo. Ok chị Xuân ơi, lúc nào rảnh đi ghé uống cà phê nha chị Xuân ơi. Sẵn sàng thôi. Cho gửi lời thăm các bạn nha chị Xuân ơi. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta tiếp tục. Sau khi mà chúng ta đã chọn ra được sản phẩm hoặc là chúng ta tạo ra được sản phẩm rồi đó, thì như thế nào ạ? Chúng ta tiếp theo là gì ạ? Là chúng ta phải thiết kế một cái chiến dịch marketing. Thì marketing thì chúng ta có hai cái, vừa offline và vừa online. Vừa thiết kế chương trình marketing online, vừa thiết kế chương trình marketing offline. Online thì chúng ta phải học để chúng ta biết cách chúng ta xây dựng một cái hệ thống. Offline cũng vậy, chúng ta học để chúng ta biết. Phần lớn mọi người bây giờ họ ra họ làm kinh doanh thì họ quên đi, họ có thằng thánh cái online đi, họ quên hết những cái việc khác. Tuy nhiên cái đó là gọi là những người bán buôn á, họ thấy Facebook bán được cái là họ thằng thánh Facebook. Họ thấy Google bán được cái họ thằng thánh Google. Nó là chỉ một trong rất là nhiều kênh để chúng ta làm kinh doanh. Bạn hiểu chưa? Nó là dạ bữa nào em ghé bị training học lại bổ sung kiến thức và gặp thầy. Ok đúng rồi Hà ơi, rất là tuyệt vời. Những cái lớp nào học rồi á thì em rảnh em đi học lại, và có những cái lớp mới á thì em bổ sung thì tốt. Nên ok chưa, năm nay có chương trình đi Singapore thì nếu được thì em đi chung với các bạn luôn. Năm nay là mình tổ chức 50 bạn, bây giờ là như là đăng ký được 40 bạn rồi gì rồi đó. Nếu nó được thì em đi gì luôn. Ok chưa? Nhá Hà ơi, cái lớp nào mà em học rồi thì em cứ em đi em học lại thoải mái, đâu có lấy phí đâu. Còn cái lớp nào mới thì chúng ta mới đóng học phí thôi. Ok không em ơi? Tiếp tục. Mình cần nói những cái chỗ này một chút xíu. Nhiều người dĩ nhiên là họ tập trung họ thần thánh một cái kênh gì đó thì họ cũng kinh doanh được, tuy nhiên là nó không lớn mạnh được, bởi vì lý doanh nghiệp mà doanh nghiệp chúng ta phải có nhiều tên. Bữa mới giới thiệu cho thầy một bạn học viên khóa chương sau. Ok bạn Phan Xuân Thông, tuyệt vời của em. Bạn đó là tên gì em ơi? Bạn tên gì vậy Thông? Thông ơi, ok chưa? Nếu ok thì hôm nào em ghé mình sẽ tặng cho em một cái món quà nha. Ok chưa? Vâng. Và tiếp tục các bạn ơi, trước khi tiếp tục thì mình dừng lại chút xíu để mình giới thiệu chút xíu có những bạn mới chưa biết mình ha. Ok chưa? Mình thì mình có hai cái quyển sách, đó là cái quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Quyển sách Vượt Biển Lớn, Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và bạn nào mà đăng ký mua hai cái quyển sách này thì mình sẽ gửi đến cái nhà các bạn. Dĩ nhiên là các bạn ra nhà sách các bạn có, mình phân phối toàn quốc mà. Tuy nhiên là có những lúc nhà sách nó còn, có những lúc nhà sách nó hết, hoặc là có lúc nó còn có một cuốn, nó còn hai cuốn, tùy. Còn các bạn nào mà liên hệ qua mình thì các bạn mua hai cái quyển sách của mình đây là theo giá bìa luôn là 210.000. cái quyển tiếng Anh này thì bán ở nước ngoài rồi không nói, 210.000 sẽ gửi đến trực tiếp nhà các bạn luôn. Và phải free ship cho các bạn. Và các bạn sẽ được ép vào một cái group, gọi là cái group bí mật dành cho những người đã có sách này thôi. Trong group này mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Ok chưa? Đó là cái mà mình biết. Bạn nào quan tâm về kinh doanh thì các bạn có thể là liên hệ với bên mình qua số điện thoại hotline 0937 97 9598, hoặc là lên cái website bitraining.org. Và các bạn sẽ được, bước đầu tiên thì các bạn tham khảo, các bạn sẽ học lớp miễn phí trước, cái lớp kinh doanh và khởi nghiệp vào tối thứ năm hàng tuần để các bạn học cái lớp đó trước. Nếu mà các bạn thấy phù hợp thì lúc đó các bạn mới đi học năng cao. Ok chưa? Chứ đừng có lao vô rồi đi học liền thì nó không có phù hợp. Ok, chúng ta hãy tham khảo trước nó có phù hợp với mình hay không. Ok các bạn ơi, tiếp tục nha. Tiếp tục. Vậy thì nó như thế nào ạ? Sau khi chúng ta xây dựng cái hệ thống online xong thì bắt đầu gì ạ? Chúng ta hãy phát triển gì? Cái lời chào hàng chuyên biệt.
Thầy ơi, em muốn mua quyển thứ ba bán hàng online ạ. À, cái quyển này thì chưa em. À, khoảng 1 tháng nữa nó mới ra được. Ok chưa? À, em hãy chờ thôi. À, tiếp theo là chúng ta tạo ra những cái thông điệp quảng cáo rất là hấp dẫn. Một trong những cái bí mật để chúng ta bán được hàng là chúng ta phải có nghệ thuật. Sản phẩm chúng ta tốt, mọi thứ rất là ok. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có nghệ thuật tạo ra quảng cáo lôi cuốn và hấp dẫn thì người ta cũng sẽ không mua hàng của mình được. Okay. Là người nào mà họ biết tạo ra cái thông điệp quảng cáo hấp dẫn, sức mạnh của sự quảng cáo rất là mạnh mẽ, à, thì họ sẽ thu hút rất là nhiều người đến mua hàng của họ, mua rất là lớn. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải tạo ra những lời chào hàng rất là khác biệt, rất là chuyên biệt. Tiếp theo, chúng ta hãy tạo ra một cái hệ thống giao hàng, hệ thống đặt hàng, hệ thống thanh toán, để làm một cái quy trình đó cho gọn, ngọt. Có nhiều bạn, khách hàng muốn đặt hàng mà người ta khó đặt hàng quá. Giao hàng thì rất là khó. Nên các bạn muốn mua sách mình thì các bạn giao ở đâu cũng được, bạn làm như thế nào cũng được. Thầy quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Ngô Thế Toàn. À, bạn Ngô Thế Toàn là bạn đang ở Bến Tre. Ok chưa? À, dù rất là xa xôi nhưng mà bạn rất là làm siêng học hỏi. Ok, bạn Ngô Thế Toàn rất là tuyệt vời. Thì chúng ta phải tạo ra cái hệ thống thanh toán, tạo ra hệ thống giao hàng, và chăm sóc khách hàng rất là tuyệt vời. Mọi điều thầy chia sẻ rất tuyệt vời thầy ạ. À. Ok, chào bạn Nguyễn Thương. Cảm ơn bạn rất là nhiều. À, chứ còn không mà... chúng ta có sản phẩm ok mà chúng ta cái hệ thống thanh toán và đặt hàng chúng ta không thể giao hàng toàn quốc được, người ở Hà Nội họ không thể mua được, người ở Gia Lai họ không thể mua được, thì đó là một cái sự cản trở và chúng ta cần phải có cái sự thanh toán cho nó mướt, thanh toán qua tài khoản hoặc là thu tận nhà. Cái hệ thống thanh toán chúng ta nó phải ngọt. Tiếp theo là chúng ta cần phải có chiến lược để thu hút rất là nhiều khách hàng biết về ta. Cái bước sau đó là cái bước số mấy? Bước số 8 đúng không? Bước số 8. Chúng ta cần phải thu hút. Em lên Sài Gòn rồi thầy ạ. À. Ok. Bạn lên Sài Gòn nhưng mà hiện tại bạn đang làm cái gì? Bạn Ngô Thế Toàn ơi. À, hiện tại em đang làm gì? Cái bước số 8 là bạn cần phải thu hút cho rất là nhiều người. Phải thu hút, phải có chiến lược thu hút. Nhiều người, rất là nhiều người. Nếu mà bạn mở cái quán phở đó mà bạn gì ạ? Bạn không thu hút nhiều người đến cái quán phở mình thì điều đó, cái quán phở bạn nó rất là ngon nhưng cũng không ai biết đến hết và cuối cùng thì bạn cũng thất bại thôi. À, đó là chúng ta cần phải có chiến lược để làm cho nhiều người vào quán phở của chúng ta. À, hoặc là nếu các bạn có website, các bạn có Facebook thì bạn cần phải có chiến lược để có nhiều người vào website của chúng ta. Nếu mà không ai vào thì bó tay rồi chúng ta cũng thất bại. Và đây những người họ kinh doanh gì á, họ mở quán hàng quán mà họ làm một hồi thì họ như thế nào ạ? À? Họ không có khách và thế là họ thất bại. Không phải họ không biết kinh doanh, họ không phải họ không có sản phẩm tốt, họ chỉ có duy nhất một cái là họ không biết làm sao để có khách hàng thôi. Họ không có thu hút được nhiều người tới và cuối cùng là họ thất bại. Nên là cái cách làm sao để cho ta hút được nhiều người tới cái quán phở của chúng ta, chúng ta hút rất là nhiều người vào website của chúng ta, cái đó là một cái chiến lược và một cái cách làm nó rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa, cái số 9 là chúng ta cần phải tạo ra một cái danh sách khách hàng rất là chi tiết để chúng ta như thế nào ạ? À? Chúng ta liên tục chúng ta tương tác với họ. Họ mua rồi thì làm cho họ mua nữa. Những ai chưa mua thì mời họ tới để làm cho họ mua. Chúng ta cần phải thu thập được một cái danh sách khách hàng rất là dài. Bạn Lương Tiến, chào bạn Lương Tiến rất là nhiều. À, bạn vừa online là bạn chào mình liền, bạn rất là tuyệt vời. Bạn Ngô Thái Toàn, em nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà em nha. Bạn Nguyễn Thương, em đã chia sẻ chưa? Bạn Lương Tiến, em đã chia sẻ chưa? Bạn Ngô Thái Toàn, lúc này bạn lên Sài Gòn, bạn làm cái gì rồi? Ok chưa? Mình hỏi thăm từng bạn một. À, ok chưa các bạn ơi? Nó là chúng ta cần phải gì ạ? À? Phải có một danh sách khách hàng rất là dài để chúng ta tương tác với họ. Chúng ta gì như thế nào? Chúng ta chăm sóc họ, chúng ta kéo họ đến với doanh nghiệp của chúng ta, với cái quán phở của chúng ta, tùy theo lĩnh vực kênh kinh doanh đó họ mới biết với ta. Cái danh sách khách hàng này là những người có nhu cầu thật sự đến với ta,
À, chào bạn Nguyễn Ngọc Quý. Ok, do lâu quá chưa gặp em. À, lúc này thấy em chăm chỉ làm ăn quá và em do lo làm giàu quá. Ok chưa? Em lo làm giàu quá. À, thấy em kinh doanh thành công là tốt rồi. Ok, chào bạn Bùi Thiên Tạo. Rồi, cái thứ 10. Bước thứ 10 là cái bước mà chúng ta cần phải duy trì cái sự kết nối với khách hàng, giữ khách hàng ở lại với chúng ta lâu nhất. Ok, Tạo ơi, à, cảm ơn em rất là nhiều. À, buổi tối thứ 6 của tuần ý nghĩa nha em. À, chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì để giữ kết nối với họ lâu nhất. À, nghĩa là chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng nhiều để chúng ta gì à? Một khi chúng ta có sản phẩm mới chúng ta đưa đến cho họ biết, cần phải chăm sóc xây dựng mối quan hệ. À, nhiều người họ không có biết cách, họ không có chăm sóc khách hàng. À, và như thế nào à, và khách hàng sẽ bỏ họ mà đi. Mình ví dụ à, cách đây khoảng 20 năm mình vào Sài Gòn và ở quê thì các bạn thấy mặc đồ là phải đi may, nhưng mà vào Sài Gòn thời đó mình độc thân mà, à, đi may đồ rồi rất là phức tạp. Thì tự nhiên mình vào một cái thương hiệu, đó là một cái thương hiệu, và tự nhiên mình mặc cái quần tây các bạn, và họ rất là vừa mà với cái form người của mình, và cái còn lại là mình chỉ bóp like làm sao cho nó, và ở đó họ làm cái việc đó luôn, nên là xong. Là hơn 20 năm nay mình mua đúng cái chỗ đó, cứ cái quần tây là mình qua đó mua. Rồi thỉnh thoảng họ có bán áo thì mình cũng mua, rồi họ có bán áo vest rồi mình cũng mua. 20 năm nay mình mua ở đó, cứ tới phiên là mình mua, lúc cần thì mình mua. Tuy nhiên các bạn biết không ạ, dĩ nhiên cái thương hiệu này nó cũng khá lớn, nó cũng mở rất là nhiều, nhưng mà gần đây thì nó xuống, gần đây nó xuống rất là nhiều. Mình thấy khoảng 3-4 năm lại đây nó xuống rất là nhiều. Thì họ chưa bao giờ nhớ mình là ai, họ chưa bao giờ biết mình là ai, họ chưa bao giờ lấy thông tin của mình. Nếu lớp ngày mai em không học được, em học khóa sau được không thầy? Được em, nên mà em cố gắng em học lớp ngày mai nhé. À, quyết tâm bằng mọi cách để gì, nó đẩy con người nó đẩy con người của mình, quyết tâm là phải làm cho bằng được, nó đẩy con người của mình đi về phía trước. Ok không em? À, và mình tiếp tục mình kể cái câu chuyện và như thế nào ạ. Và bạn à, và họ không bao giờ nhớ mình phải chi mà họ nhớ mình là ai thì điều đó nó tuyệt vời hơn, mà họ không bao giờ họ nhớ mình là ai hết. À, và bạn mà thấy không, và mình là cái khách hàng thì mình cứ tới kỳ mình cần là mình mua hàng, mình tới mình mang tiền mình đưa cho họ thôi, phải chi họ chăm sóc mình tốt hơn thì điều đó ý nghĩa hơn. Họ mình cũng cần hết, mình nó cũng chả cần họ, họ làm gì hết, chỉ cần họ nhớ đến mình thôi. Rồi cái ngày sinh nhật, cái ngày gì họ nhắn cho mình cái tin thôi. À, hoặc là mình tới và họ biết mình đã mua hàng của họ 20 năm rồi, họ chỉ cần nó như vậy thôi, cũng đâu cần họ ưu đãi, cũng cần gì hết. Nhưng mà họ nên nhớ khách hàng, hãy quan tâm tới khách hàng của mình. Cái đó là cái lỗi của rất là nhiều người làm kinh doanh, họ chỉ biết lấy tiền được khách hàng rồi là xong, họ không nhớ nữa, họ không nhớ khách hàng. Đó, những thứ vừa rồi mình chia sẻ bạn 10 bước của một người ra khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp mà các bạn cần phải nhớ. Cái 10 bước này các bạn cần phải nhớ. À, và các bạn nào tổng hợp 10 bước này thì các bạn sẽ biết rất là nhiều điều. Hôm nay mình chia sẻ trên cái fanpage, mình live stream trên cái fanpage, nên là cái lượng xem cũng khá ít. Chút xíu mình sẽ live stream ở trên cái trang cá nhân của mình. Và rất là tuyệt vời khi các bạn dành buổi tối hôm nay các bạn xem cái 10 bước này. Và mình vừa rồi mình chia sẻ xong cái 10 bước rồi. Mình gửi đến các bạn rằng là hiện tại thì mình, các bạn ở xa mà các bạn muốn biết về kinh doanh thì các bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình ha. Cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình sẽ các bạn vào một cái group. Một cái group đó là những người có sách mới được vào trên khắp mọi miền đất nước. Và cái group đó bạn sẽ được làm quen, bạn sẽ được kết nối rất là nhiều người làm kinh doanh ở trong cái group đó. Và như thế nào ạ? Và
Các bạn sẽ học hỏi, các bạn sẽ hỏi những câu hỏi về kinh doanh mà sẽ trả lời ở trong group đó. Và bạn nào ở Sài Gòn và ở những nơi gần đây thì các bạn hãy liên hệ với trung tâm của mình để các bạn học những cái lớp khởi nghiệp. Nó có cái lớp tối thứ năm hàng tuần là lớp hoàn toàn miễn phí. Lúc nào các bạn học thì các bạn cứ inbox alo cho bên mình thì bên mình sẽ xếp các bạn vào lớp, đặc biệt là dành cho dân văn phòng đang ở văn phòng không có điều kiện để ra, đang muốn ra khởi nghiệp mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết cách chọn sản phẩm. Bạn nào đã ra khởi nghiệp nhiều lần và đã thất bại rất là nhiều lần, mất rất là nhiều tiền, chào bạn Thành Đại, rất là tuyệt vời. Thì bạn hãy nhanh chóng đến cái lớp này để bạn nhận ra rất là nhiều điều, bởi vì bạn sai cái gì và bạn bắt đầu lại thì bạn sẽ rất là tuyệt vời. Bạn nào đã ra khởi nghiệp lâu nay và bạn muốn thành công hơn thì các bạn như thế nào ạ? Rất là đơn giản. Các bạn hãy đến lớp và các bạn biết chính xác bạn đang đứng ở đâu trong hành trình khởi nghiệp. Và khi bạn biết bạn đứng ở đâu thì bạn sẽ biết là bạn sẽ đi đâu. Và mình sẽ chỉ cho chính xác bạn đang đứng ở đâu để hành trình khởi nghiệp bạn sẽ phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình livestream tối hôm nay. Và bạn nào chút xíu nữa muốn xem lại thì mình sẽ livestream qua bên cái trang cá nhân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp các bạn thông qua các cái quyển sách của mình, gặp các bạn thông qua những cái trường livestream tiếp theo, và gặp lại các bạn ở trong các lớp học offline làm chủ doanh nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn tuyệt vời và có đường ra làm chủ thành công. Bye bye các bạn nhé.